Trước đây anh có bị đi tù hay gì không anh? Trước đây, trước khi em qua đây thì em bị đi tù bao nhiêu năm rồi? Anh lúc đầu tôi ảnh là chung thân với tử hình, và sau đó anh đã xuống 20 năm rồi. Anh không chống án nhưng mà các thầy tra chống án xuống 18 năm dạ. Đưa anh lên trại giết 30A Xuân Lộc Đồng Nai, thì đưa lên đó thì nó nhốt vào trong tiên giao với anh với cha về chém chết. Thì nó nhốt trong đó trong vòng khoảng mười mấy tháng trong tiên giao, thì nó đưa anh ra ngoài tập thể anh em là được đâu khoảng 1-2 tháng thì đưa về trại ra trại Xuân Phước. Trại Xuân Phước là A20, thường gọi là trại thung lũng tử thần đạt trình giới. Thì ở đó suốt cho đến năm 1985 thì có cuộc nổi dậy của các anh em tù chính trị đứng lên đòi đa nguyên đa đảng, đòi đa đảng chế độ. Thì nó chuyển ra Bắc chưa được một tháng thì nghe tin mình là bị mất, mình rất là đau lòng. Thì đến ngày 23 tháng 4 năm 2003 nó thả anh về, nó thả anh về ở trong cái thời điểm như vậy, nó bắt anh phải lên trình diện với cơ quan công an để nó thiệt 5 năm quản thúc tại địa phương. Thì sau 5 năm quản thúc như vậy thì nó đã hết hạn rồi, anh mới lên hỏi thế bây giờ tôi hết hạn rồi tại sao các anh không trả quyền công dân luôn. Thì cũng có một thằng đứng ra nó nói là có công an phường, nó nói tao chưa được lệnh và quản thúc là vô thời hạn. Thì đồng thời lúc đó có một công trưởng phường công an nói còn chế độ cộng sản là tao còn ngồi cái ghế này tao tù dập tụi mày tao đến chết, tụi mày làm thằng con của đế của tụi mày là kẻ thù của dân tộc, buộc lòng vì muốn vì cuộc sống hạnh phúc gia đình bảo vệ cho bà con thì anh phải nhận con đường đường đi là bằng cách lực lượng biên giới từ Campuchia qua Thái Lan. Và anh đi tới Thái Lan là ngày đi là ngày 16 tháng 2 và tới Thái Lan là ngày 18 tháng 2 2011. Sau đó là anh có liên lạc được bên anh Nguyễn Đình Thắng, và anh Nguyễn Đình Thắng có đưa từ Suriname ra giấy tờ là anh toàn tặng cảm anh Thắng và Suriname trợ giúp. Thì theo thời gian vừa qua là bố mình vô được Suriname là đảm đang cán đáng hết tất cả những việc từ giấy pháp lý cho tất cả anh em, và anh em đến bệnh tật cho anh em, dẫn anh em đi khám bệnh, chờ anh em có nhu cầu gì thì Việt Nam là Việt Nam sẵn sàng có mặt. Chừng nào đất nước Việt Nam còn chế độ cộng sản thì người Việt Nam càng ngày càng đông lên. Và luật sư bên SOS thì có hạn, chỉ một mình luật sư Nina mà qua đây trợ giúp người một số lượng đông như vậy thì là không sợ. Có đôi lúc điện cho Nina hỏi thăm Nina nó đến 2-3 giờ sáng Nina vẫn chưa ngủ. Em biết được quy chế tình là ngày vào ngày 21 tháng 11. Lúc đó cảm giác như thế nào? Lúc đầu vô được hoảng sợ lắm, không biết họ kêu mình lên để làm gì. Là lúc đó trong đầu đang sẵn sàng là gọi cho Nina, nếu có điều thì chắc bất chắc là gọi được cho Nina. Lúc đầu anh lúc đó là anh sẽ như vậy, thì mình phải nghĩ cái tình huống xấu nhất khi mà mình không được quy chế tình nào. Thì cái người mà trong cái văn phòng cao ủy Liên Quốc nó đẩy một cái tờ giấy nhỏ ra, thì lúc đó thấy hình màu, lúc đó con người nó ồ lên một tiếng trong lòng, nó ồ con cảm ơn chú này, ban cho gia đình con. Lúc đó thì tâm hồn mình cảm thấy nhẹ hơn đi. 17 năm tù trả bằng cái giá mà một cái tờ giấy màu. Thì vừa bước ra khỏi cao ủy là điện cho Nina liền. Điện cho Nina, thấy Nina anh đã được quy chế. Thì Nina lúc đó làm như là hầu như là rất mừng, cảm như là muốn nhảy lên đó. Mình cảm giác là như không muốn nhảy lên rồi đó. Ngay cả em cũng không biết là có quá nhiều người tị nạn ở đây. Giống như hồi xưa em chỉ nghĩ là chỉ còn những người mà hồi xưa họ đi, hồi xưa mà họ tới bây giờ. Em không có nghĩ là càng ngày còn quá đông người qua đây đi. Vì
vì sự đàn áp của chế độ cộng sản mà họ không chịu nổi nên họ nên vì vậy sự mong muốn của anh cũng như tất cả anh em muốn nói gửi lời lên tất cả những người đứng đầu hải ngoại có một chính sách nào đó hay một sự trợ giúp gì đó về tài chính cho học SOS để cho các SOS có đủ tài chính để cung cấp cũng như là sinh hoạt cho những luật sư qua đây để trợ giúp cho anh em. Vì anh em ở đây họ rất cần cho vấn đề đó cuộc sống, nhưng họ cũng cần, nhưng mà cần nhất vấn đề pháp lý tội để họ mau chóng để xin được tương qua. Thì vì có thể an ninh ở đây rất là nguy hiểm, nguyện vọng của tất cả anh em khi nằm đây ai cũng ai. Những cái ngày em tới đây thì em biết là đi đâu em nói chuyện với ai thì họ đó là cần những người xưa như vậy, và hãy Việt Nam mà đã qua bên Mỹ là đa số là những người thiền nhân người xưa và cũng là người Việt đã, cho nên chúng ta không có thể nào quên được